Thành phố Nam Ninh là thành phố thủ phủ của khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc. Dân số năm 2018 của thành phố Nam Ninh là 7,2 triệu người. Thành phố Nam Ninh cách biên giới Việt Nam 180 km. Về lịch sử, thời Tần Thủy Hoàng năm thứ 33 khoảng năm 214 trước Công Nguyên, nhà Tần thống nhất vùng Lĩnh Nam lập ra các quận như Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, khi đó Nam Ninh thuộc quận Quế Lâm. Từ khi Hán Cao Tổ lên ngôi cho tới năm Nguyên Đỉnh thứ nhất thời Hán Vũ Đế, khoảng năm 206 trước Công Nguyên, Nam Ninh là vùng đất thuộc nước Nam Việt. Từ năm Nguyên Đỉnh thứ 6 khoảng năm 111 trước Công Nguyên thuộc về quận Úc Lâm. Thời Tam Quốc là vùng đất thuộc Đông Ngô với tên gọi là huyện Lâm Phổ thuộc quận Úc Lâm, Quảng Châu và được gọi như thế cho đến hết thời Tây Tấn. Năm Đông Tấn khoảng năm 318 tách khỏi quận Úc Lâm để lập ra quận Tấn Hưng vẫn thuộc Quảng Châu thủ phủ đặt tại huyện Tấn Hưng nay thuộc khu đô thị Nam Ninh. Thành cổ Tấn Hưng là một trong những địa danh nổi tiếng nhất tại Nam Ninh. Năm Khai Hoàng thứ 18 khoảng năm 598 thời nhà Tùy đổi tên huyện Tấn Hưng thành huyện Tuyên Hóa, thủ phủ đặt tại thành Tuyên Hóa, nay thuộc khu đô thị Nam Ninh. Năm Trinh Quan thứ 6 khoảng năm 632 thời nhà Đường, khi Nam Tấn Châu đổi tên thành Ung Châu thì Tuyên Hóa là đô đốc phủ Ung Châu. Như thế Nam Ninh đã trở thành trung tâm hành chính của địa khu Quế Tây Nam, vì thế Nam Ninh gọi tắt, viết tắt là Ung. Năm Hàm Thông thứ 3 khoảng năm 862, Ung Châu quản lý Lĩnh Nam Tây Đạo, thủ phủ đặt tại huyện Tuyên Hóa, khi đó Nam Ninh trở thành thủ phủ của đơn vị hành chính tương đương với ngày nay là cấp tỉnh. Tháng 3 năm Vĩnh Lịch thứ 2 khoảng năm 1648, Nam Ninh trở thành thủ đô của nhà Nam Minh cho tới tháng 7 cùng năm. Tháng 7 năm thứ nhất Trung Hoa Dân Quốc phế bỏ huyện Tuyên Hóa và phủ Nam Ninh. Tới tháng 10 cùng năm, chính quyền tỉnh Quảng Tây rời thủ phủ từ Quế Lâm về Nam Ninh. Như thế Nam Ninh trở thành trung tâm tỉnh Quảng Tây. Nam Ninh có 6 khu phát triển, gồm khu phát triển công nghệ cao Nam Ninh DZ, khu phát triển kinh tế công nghệ Nam Ninh, khu đầu tư Hoa Kiều Nam Ninh, khu nghỉ mát thắng cảnh núi Thanh Tú Nam Ninh, khu Tân Hồ Tương Tư Nam Ninh, khu công nghiệp Lục Cảnh Nam Ninh. Về du lịch, Nam Ninh là nơi trung chuyển khách đến tham quan Quế Lâm nổi tiếng, thăm các làng dân tộc thiểu số ở Bắc và Tây Quảng Tây và khách Trung Quốc sang thăm Việt Nam bằng đường bộ. Ở Nam Ninh cũng có rất nhiều các trường đại học nổi tiếng như Đại học Quảng Tây, Đại học Y khoa Quảng Tây, Đại học Dân tộc Quảng Tây, Học viện Sư phạm Quảng Tây, Đại học Đông y Dược Quảng Tây, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Học viện Kinh tế Tài chính Quảng Tây, Học viện Giáo dục Quảng Tây.